chồng có làm cho ăn mấy lần, ăn cũng được nhưng không thích lắm. Thường thì mình thích ăn toast hơn. Mình cũng bỏ ở giữa cái cheese, hai cái miếng sandwich như vậy đó, rồi mình bỏ vào là toast, nó rất là giòn, ngon. Món này nhà mình hay ăn là tại vì chồng mình thích ăn salad dạng này. Thì nhà mình hay mua cái gói salad, người ta cắt sẵn rau với lại có nước sốt, rồi có mấy cái hạt như là hướng dương. Sau đó mang về nhà trộn, rồi mình bỏ thêm dưa leo, cà chua, trứng, mấy cái trái berry khô, rồi đậu phộng này nọ. BLT là sandwich kẹp ba thứ chính là BLT. B là viết tắt của bacon là thịt heo xông khói. L là viết tắt của lettuce là loại rau sống mà ở Việt Nam mình gọi là salad. Còn T là viết tắt của tomato là cà chua. Nhưng mà for BLT là dành cho người ăn chay cho nên bacon này là bacon giả. Thường thì mình thích nấu mì ăn liền hơn là mì ramen của Nhật, là tại vì nó rẻ hơn, dễ mua hơn, dễ ăn hơn, thích cái khẩu vị của nó hơn. Nhìn tô mì ngon ghê á, không biết sao nhìn cái tô mì của Sim thấy thích hơn tô mì thiệt. Mỗi lần mà chồng đòi đi ăn món Mexico là mình toàn ăn fish taco không à. Dễ ăn. Lần đầu thấy cắt đồ mà dịu dàng nữ tính vậy đó, không có quăng dao lên. Đây cũng là lần đầu tiên nấu mà dịu dàng vậy đó, không có hất chảo quăng đồ ăn lên gì hết. Mình không có thích miso ramen cho lắm. Còn chồng mình mỗi lần mà nói cái gì liên quan đến miso là có vẻ thích. Đi ăn buffet là nhất quyết phải ra cái chỗ súp miso để lấy một tô. Rồi hôm bữa con đi vô Costco thấy có cá mà ướp miso thì cũng mua về. Làm như là Nhật thích miso đậu hũ hay sao á. Thấy làm nhiều món có liên quan đến miso lắm. Cái này không biết thịt gà hay thịt heo nữa mà nhìn hai tô cũng giống nhau á chứ. Món cuối cùng của phần hôm nay là mì bò. Nhìn giống bún bò Huế quá trời. Vậy là đã xong 7 món tiếp theo, trong đó mình thích nhất ba cái tô mì ramen. Nhìn dễ thương.